giờ chương trình Aquafina Việt Nam International Fashion Week. Ngày hôm nay Khánh rất là nôn nóng được tham dự show diễn của nhà thiết kế Hoàng Hải và cũng như là sự xuất hiện của Khánh vào chương trình diễn cuối cùng. Rất mong mọi người sẽ thưởng thức một cái nơi hội tụ của rất là nhiều những tinh thần yêu thời trang. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm xúc của Khánh như thế nào khi lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại với một cái sự kiện thời trang rất là lớn như thế này? Khánh cảm thấy rất là vui và cũng như là rất là phấn khởi, bởi vì sau một khoảng thời gian đóng băng trong tình hình đại dịch thì chúng ta đã có một sự kiện đầu tiên, và nơi đây tất cả mọi người, tất cả các anh chị đồng nghiệp đều hội tụ, và chúng ta cảm thấy đây giống như là một cái sự việc ăn mừng cho một cái bình thường mới của chúng ta. Vậy năm 2021 của Khánh đã trải qua như thế nào với một năm đại dịch rất là khó khăn? Nói chung năm 2021 của Khánh là một năm mà Khánh cần phải tri ân tất cả những bài học mà Khánh đã học được trong năm đó, bởi vì chúng ta có rất là nhiều khó khăn và chúng ta có được rất là nhiều sự giúp đỡ từ các bác sĩ và cũng như các đơn vị tuyến đầu của chúng ta. Đó là một năm tri ân đối với Khánh. Vậy với năm 2022, Khánh kỳ vọng điều gì và có một cái dự án nghệ thuật nào Khánh chuẩn bị ra mắt của khán giả? Với năm 2022 thì đó sẽ là những cơ hội mới của Khánh. Sắp tới đây thì Khánh cũng đang start up một mô hình kinh doanh mới của Khánh, và Khánh mong rằng sự xuất hiện của Khánh trong các đêm diễn thời trang sẽ mang lại một hơi thở mới tới mọi người. Cuối cùng là dịch sát khuẩn mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phía bên ngoài. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Ladies and gentlemen, we are only a few minutes away from the closing night of Aquafina Vietnam International Fashion Week. We hope you all entered the audience table line to see, so that we can show along everyone, from the seed to the shop floor to the shelf, from the farmer who grows cotton to the family who wears it. U.S. Cotton Trust Protocol, trust in a smarter cotton future. Aquafina, diện mạo hoàn toàn mới.